Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tarot của mình. Chủ đề của ngày hôm nay đó là thay đổi nào sẽ đến trong tháng 4. Thì ở đây mình đã trải sẵn 3 tụ bài. Đây là tụ số 1, tụ số 2 và tụ số 3. Các bạn hãy chọn cho mình một tụ bài và lắng nghe thông điệp với tinh thần chọn lọc và cởi mở. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ số 1. Tụ số 1. Tụ số 1 các bạn có thay đổi nào sẽ đến với bạn trong tháng 4. Thì ở đây mình thấy là tháng 4 này của bạn sẽ có một cái người mới xuất hiện nha. The Lover nha, đây là một người thuộc cung đất Ma Kết Kim Ngưu Xử Nữ. Người này khá là trầm tính. Và hiện tại họ đang từ từ di chuyển đến gần bạn. Bởi vì người này họ rất là cẩn thận và kỹ tính, cho nên là mỗi bước đi của họ, họ đều tính toán rất là kỹ trước khi mà họ bước đi. Và khi mà yêu á, họ thường là không thể hiện nhiều qua lời nói mà họ thể hiện nhiều qua hành động. Cái người này họ là một người khá là kiểm soát. Họ khi mà họ yêu một cái đối tượng nào đó thì họ muốn là cái đối tượng đó phải nằm trong cái lòng bàn tay của họ để họ dễ dàng kiểm soát cái người này. Và họ luôn cố gắng điều khiển cái mối quan hệ này đi theo cái hướng mà họ quyết định. Bởi vì họ không muốn nó xảy ra bất kỳ điều gì. Mặc dù nó xuất phát từ ý tốt, nhưng mà đây nó thể hiện rằng là cái người này họ có cái sự tổn thương bên trong. Từ cái tổn thương đó nó mới hình thành cho họ cái việc là thích kìm cặp, thích kiểm soát mọi thứ. Và hai người gặp nhau đó chính là bàn tay của số phận đã nhúng vào. Bàn tay của số phận đã đẩy hai người đến với nhau. Bạn thì có thể thuộc cung song ngư cự giải bò cạp. Thì thời điểm hiện tại bạn cũng rất là hạnh phúc với cái những gì mà mình có được và rất là trọn vẹn với bản thân các bạn, có được cái tình yêu thương bên trong các bạn. Các bạn cũng phần nào ý thức được nó. Tuy nhiên là các bạn vẫn mong cầu cái tình yêu từ bên ngoài. Các bạn yêu bản thân mình để mong cầu cái tình yêu từ bên ngoài. Cho nên là vũ trụ thấy hai người á đều có cái nỗi đau, đều có cái vấn đề của mình. Cho nên là vũ trụ mới kéo hai người lại với nhau để hai người học một cái bài học. Người này sẽ học được cái việc là không nên kiểm soát, không nên đi ngược lại. Còn bạn sẽ là cái người học được là cái tình yêu á cần phải tìm ở sâu hơn bên trong các bạn. Thay vì là yêu thương bản thân để có người yêu thì hãy yêu thương bản thân. Chỉ đơn giản là yêu thôi. Và ở đây có một số lời khuyên cho các bạn.
cái việc mà các bạn hy vọng một cái mối quan hệ mới đến với các bạn á, hy vọng một cái tình cảm từ bên ngoài đến với các bạn á, là bởi vì các bạn còn những cái nỗi đau mà chưa có khâu cái vết thương nó lại. Những cái mảng bụi, những cái lớp bụi nó bám trong căn nhà của bạn mà bạn chưa dọn sạch, thì cái người này sẽ đến và tác động cho bạn, giúp bạn ý thức được cái việc là hướng vào bên trong và bạn quay trở về nhà của mình và dọn dẹp và khâu lại vết thương của mình, chữa lành cho cái nỗi đau của mình. Và sau những cái khâu lại vết thương, chữa lành, dọn dẹp á, bạn sẽ nâng cái tần số mình lên một cái trạng thái cao hơn, đó là cái trạng thái thiền, trạng thái tĩnh lặng. Cái lúc này bạn ở một mình á, bạn cũng không cảm thấy khó chịu. Khi này bạn có thể tận hưởng mọi thứ với cái góc nhìn của tình yêu và ánh sáng, với cái góc nhìn của hai ngôi sao, với cái góc nhìn cao hơn của bạn ở thời điểm hiện tại. Thì ở đây mình rút một phần nhỏ về cái câu chuyện tiếp theo trong cái tình cảm tháng tư của bạn. Thì mình sẽ làm thêm một cái video là tình cảm trong tháng tư của bạn như thế nào. Thì ở đây mình chỉ nói sơ sơ là các bạn hãy cho cái mối quan hệ này một cái cơ hội. Cho cái mối quan hệ này một cơ hội đó, chính là cho chính bản thân bạn và cho cái người này á, một cái góc nhìn mới. Bởi vì á, cái người này họ thích kiểm soát người khác, nhưng mà họ không muốn người khác kiểm soát họ. Họ không thích bị ràng buộc, nhưng mà họ lại có cái sự ràng buộc với người khác. Bởi vì đó xuất phát từ những cái điều mà họ không thích và nó phản ánh ra bên ngoài á. Bạn sẽ giúp họ ý thức được cái phần này, và hai người sẽ tạo một cái cơ hội mới cho cái mối quan hệ này. Cái người này á, mặc dù không biết thả thính, không biết này kia nọ, nhưng mà cái người này họ cãi lý rất là giỏi. Có thể là bạn cãi lý không lại họ, và những họ họ đưa ra những cái lý lẽ để ràng buộc bạn lại, nhưng mà khi mà người khác ràng buộc họ, họ lại đưa ra những cái lý lẽ để họ không bị ràng buộc. Còn bạn thì tạo cho mình một cái lớp vỏ bên ngoài cứng cáp, mạnh mẽ, hoàn hảo, một người có thể sống cô đơn, độc thân một mình cũng được, không sao. Nhưng mà bên trong các bạn á, thì lại là một cái người hy vọng tình yêu, mong chờ cái tình cảm bên ngoài. Mặc dù bạn biết là nó tồn tại bên trong các bạn đó, nhưng mà các bạn vẫn không đón nhận hoàn toàn những cái tình cảm bên trong này. Các bạn vẫn muốn tìm một cái tình cảm bên ngoài. Cái người này sẽ giúp khai sáng cái ý thức của bạn, khai sáng cái nhận thức của bạn. Và hai người sẽ tạo ra một cái cơ hội mới. Còn cái lá thông điệp ở đây. Soulmate. Và cái lá này đó, nó muốn nói với bạn rằng đó là soulmate của bạn á thì đã luôn ở bên bạn với cái trạng thái là linh hồn. Hãy tin vào cái điều đó, và những cái niềm tin đó của bạn đó, nó sẽ manifest cái hiện thực đó đến. Tức là
các bạn cần phải ý thức được là soulmate ở bên trong các bạn. Soulmate chính là cái phần của cái phần bên trong các bạn, và nó là cái phần tình yêu và ánh sáng. Các bạn cần phải ý thức và thấy được nó, đón nhận cái phần đó là soulmate với chính bản thân các bạn cái đã. Hãy cho mình cái tình yêu thương mà mình mong muốn, và hãy tin rằng đó là cái điều này sẽ thu hút được một cái đối tượng nào đó đến với bạn. Chúc mừng các bạn tụ số 1. Bây giờ mình sẽ đến với tụ số 2. Xin chào các bạn tụ số 2. Thay đổi nào sẽ đến trong tháng 4 của các bạn? Thay đổi nào sẽ đến trong tháng 4 của các bạn? Tháng 4 của các bạn, mình nhìn thấy là các bạn sẽ có một chuyến đi xa. Có thể là đi làm một cái dự án nào đó của công ty, hoặc là một cái kế hoạch nào đó của công ty. Hoặc cũng có thể là các bạn đi giải trí, đi đến những cái nơi mà lặng người, ít người hơn. Mình thấy không, ở đây thì mình không thấy là các bạn quá là mong cầu tình cảm. Các bạn rất là trọn vẹn với bản thân các bạn, với lại các bạn đặt cái vấn đề tiền lên cao hơn là cái vấn đề tình cảm. Cái chuyến đi xa này á, nó cái nơi mà các bạn đến á, nó làm nổi dậy cái phần sợ hãi bên trong các bạn, cái phần nỗi sợ bên trong các bạn. Có thể là nỗi sợ về sự tự ti, không dám đứng trước đám đông. Thì cái chuyến đi này đến cái nơi đó sẽ là một cái cuộc hành trình để các bạn ý thức được cái nỗi sợ của mình, và từ đó các bạn hướng vào bên trong bản thân nhiều hơn, để nhìn thấy được cái góc khuất bên trong các bạn, để chữa lành, để heal cái phần đó. Mình cảm thấy là các bạn là một cái người thích quan sát xa, kiểu là các bạn thích dàn sẵn mọi thứ ra. Có lẽ là vì các bạn sợ cái việc là nếu mà không dàn sẵn ra trước, nếu mà không kiểm soát mọi thứ á, nó sẽ đổ vỡ mất, nó sẽ không đâu vào đâu hết cả. Cho nên là các bạn cố gắng kiểm soát. Nhưng mà cái chuyến đi xa này á, nó là một cái chuyến đi bất ngờ, có thể là từ sếp của bạn gửi xuống và rất là gấp. Và bạn chưa kịp chuẩn bị gì cả là sếp đã
nhanh nhanh nhanh, các bạn thúc các bạn là phải lẹ lên. Nhưng mà sếp cũng không ép buộc bạn nha, sếp cũng vẫn là ok, anh đi thì tôi gửi anh đi, còn anh không đi thì tôi cho người khác. Nhưng mà ở đây có nó khuyên bạn là nên có cái sự tự ti về nên có cái sự tự tin về chính bản thân mình, tự tin với những quyết định của mình, tự tin về bản thân của các bạn, tự tin với những cái lời nói, những cái hành động của các bạn, đừng sợ hãi. Và một số lời khuyên bên đây muốn nói với các bạn rằng đó là hãy sống với cái hiện tại và tận hưởng cái hiện tại thôi, đừng cố gắng kiểm soát bất kỳ điều gì. Các bạn là một cái người thích quan sát xa, thích lên kịch bản mọi thứ hết trơn để tránh cái việc là dấp ổ gà, dấp ổ voi gì đó, thì các bạn sợ những cái việc đó nó sẽ làm các bạn bị thế này bị thế kia và nó hình thành trong bạn những cái nỗi sợ. Cái lời khuyên cho các bạn là hãy sống với hiện tại, tận hưởng cái khoảnh khắc này, tận hưởng từng giây từng phút như là đây là cái ngày cuối cùng các bạn còn trên cái thế giới này, và hãy lắng nghe cái thông điệp, cái tiếng nói từ bên trong, nó sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều. Những cái linh hồn hướng dẫn á luôn cố gắng đưa ra những cái thông điệp giúp bạn, và cái chuyến đi này sẽ thay đổi các bạn, thay đổi cái góc nhìn, thay đổi cái tư tưởng, thay đổi cái quan niệm của các bạn. Có thể là các bạn quyết định đi đi cái chuyến đi này, và trên cái khoảng thời gian từ cái lúc mà sếp gửi gửi lệnh xuống đó, và các bạn đi tới nơi đó thì các bạn vẫn chuẩn bị kịp, và đến đó mọi thứ nó vẫn đâu vào đó, mặc dù là bạn không tính toán gì trước cả, và bạn cảm thấy là thật là kỳ diệu. Lúc đó bạn bạn mới bớt cái sự kiểm soát của bạn lại, và ở đây á, là muốn một cái new fly mới đang chờ đón các bạn, một cái con người mới, một cái con người mà tận hưởng từng giây từng phút của cuộc sống, không quan tâm phía trước có điều gì xảy ra, nó đến thì giải quyết, nó không đến thì cứ tận hưởng. Các bạn sống rất là healthy, và khi mà các bạn sống như thế, bạn 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 có một cái new fly, bạn trở thành một con người mới, thì vũ trụ sẽ gửi cho bạn một món quà, như đây là một cái phần thưởng cho cái việc là ý thức được cái nỗi sợ bên trong các bạn. Và cái thông điệp từ lá trái tim này muốn nói với các bạn rằng là surrender là sự đầu hàng, sự từ bỏ. Thì đầu hàng từ bỏ đây á không phải là khuyên các bạn là không đi nữa, các bạn cứ nghe theo cái tiếng gọi bên trong các bạn muốn đi hay không. Còn cái surrender này thì nó muốn nói với các bạn rằng đó là ngưng cái sự kiểm soát của các bạn lại. Các bạn đang cố gắng kiểm soát mọi thứ, và càng kiểm soát á, nó càng làm cho các bạn stress thêm thôi, nó không giúp gì cho các bạn cả. Kiểu các bạn dàn ra cả đống kế hoạch, cả đống phương án, cả đống trường hợp, cuối cùng nó lại quẹo một cái đường khác, và công sức của bạn vừa mất, các bạn vừa mệt và lại không có sức đi đi một cái con đường mình, tự nhiên nó lại quẹo sang đó nữa. Cho nên là hãy tận hưởng từng giây từng phút và ngưng cái sự kiểm soát của bạn lại. Thời điểm hiện tại, ngay lúc này nè, là cái lúc mà chúng ta cần phải buông bỏ cái cũ trước khi đó, những cái điều mới nó bước vào cái cuộc sống của bạn, và hãy let go, hãy bước đi, và tất cả mọi thứ đó, nó sẽ diễn ra theo đúng những gì mà nó cần diễn ra, không không cần cái sự kiểm soát của bạn. Ở đây cũng có một cái lá nói về cái việc là kết thúc cái cũ để cho cái mới bước vào, chính là kết thúc những cái nhận thức, những cái suy nghĩ cũ của các bạn,
để cho những cái mới nó bước vào, nó có thể bước vào cuộc sống của bạn. Và cái lá này nó muốn nói với các bạn rằng là hãy tin rằng đó là nữ thần luôn bảo hộ bạn và những cái người mà bạn yêu dấu. Và chắc chắn là nữ thần sẽ không để cho các bạn dấp ổ voi, ổ rào, ổ dịch gì đâu. Nếu mà có đi chăng nữa thì nữ thần đã muốn truyền cái thông điệp vào đó rồi, để cho sau cái sự kiện đó, để cho các bạn thấy được à, mình phải như thế này, mình phải như thế kia. Nữ thần cố gắng hướng bạn theo những cái gì mà bạn cần, chứ nữ thần sẽ không giúp bạn đạt được những cái gì mà bạn muốn. Và ở đây có một cái lá là muốn nói với bạn rằng đó là nếu mà các bạn cảm thấy quá áp lực á, quá nhiều công việc thì các hoặc là quá nghẹn á, thì các bạn có thể nhờ cái sự hỗ trợ từ những cái người xung quanh. Đừng cố gắng, đây là cái lúc mà không phải cố gắng mọi thứ một mình, bạn cần cái sự giúp đỡ từ bên ngoài. Thì nếu mà các bạn tin vào tâm linh đó, thì có thể là đi cầu cái sự giúp đỡ từ những cái vị mà ở trong tôn giáo của bạn, và hãy có niềm tin rằng là những vị đó sẽ giúp đỡ các bạn. Còn nếu các bạn duy vật á thì thôi, không cần cũng không sao. Nhưng mà hoàn cảnh này thì các bạn cần phải có nhiều người làm nha, nên nhận những cái sự giúp đỡ từ bên ngoài, kêu gọi những cái sự giúp đỡ từ bên ngoài thay vì là làm mọi thứ một mình. Okay. Cảm ơn các bạn tụ số 2 đã lắng nghe. Bây giờ mình sẽ đến với các bạn tụ số 3. Chúc các bạn tụ số 2 thành công trên con đường của mình. Xin chào các bạn tụ ba. Thay đổi nào sẽ đến trong tháng 4 của các bạn tụ số 3? Ghi chép. Ui, tụ các bạn mình lấy thiếu một lá tarot rồi. Các bạn tụ số 3, thay đổi nào sẽ đến trong tháng 4? Tụ số 3 thì mình thấy nó có liên quan tới tình cảm. Nhưng mà mình không thấy là tháng 4 sẽ là cái tháng mà các bạn sẽ gặp đối tượng mới. Mà tháng 4 sẽ là cái tháng để các bạn ý thức được
cái vấn đề của mình. Các bạn vừa mới trải qua một cái nỗi đau rất là khủng khiếp trong cái mối quan hệ cũ. Các bạn mang rất nhiều gánh nặng. Và mặc dù là lúc đầu chọn lựa người yêu á, các bạn là một người rất là lý trí, và các bạn chọn lựa người yêu á là thấy cô này có những cái đặc điểm tính cách này nè, chắc là sẽ cùng mình đi lâu dài được, cô này sẽ chắc không gây gánh nặng gì cho mình đâu. Nhưng mà cuối cùng kết quả thì sao? Đó là sự đổ vỡ, đó là sự tổn thương. Có thể là cái người phụ nữ này họ cái đối tượng kia họ cái này nó không có giới tính cho nên là mình nói là cái đối tượng kia, thì cái đối tượng kia có thể là họ đâm sau lưng bạn, có thể là ngoại tình, cắm sừng ba la ba la, nói chung là họ làm bạn tổn thương. Trong lúc yêu với người đó thì bạn có rất nhiều gánh nặng. Kết thúc mối quan hệ á, thì họ lại để 10 dao lên trên lưng các bạn. Mà 10 dao á, nó tượng trưng cho sự kết thúc, và đồng thời nó cũng là một cái sự khởi đầu. Một cái chu kỳ cũ nó đã kết thúc, một cái chu kỳ mới nó bắt đầu mở ra. Và sau cái sự tổn thương nó, mình cảm thấy các bạn đã phần nào heal được cái nỗi đau của mình. Một số bạn thì đã heal được phần nào cái nỗi đau của mình, còn một số bạn thì ém nó vào cái góc nào đó trong cái căn nhà bên trong các bạn. Và các bạn lại mong cầu một cái tình yêu mới, mong cầu một cái gì đó mới, mong cầu một cái thứ có thể chữa lành cho các bạn, mong cầu một cái thứ có thể cho bạn cái tình yêu thương mà các bạn mong đợi. Các bạn có biết cái việc mà các bạn cố gắng chọn cái đối tượng mà mình cho là hoàn hảo, sau đó đổ vỡ, nó thể hiện điều gì không? Nó muốn thể hiện với bạn rằng là đừng cố gắng kiểm soát mọi thứ. Những cái điều kiểm soát của bạn á, nó sẽ không thể nào mà diễn ra được như thế, bởi vì nó nằm ngoài cái kiểm soát của bạn và bạn không thể nào điều khiển những cái điều đó được. Và kiểu là mặc dù là tới thời điểm hiện tại một số bạn ém nó vào một góc màu đó, còn một số bạn thì heal nó được phần nào, nhưng mà cứ lâu lâu nó vẫn trở lại, nó cầm gậy nó hành hung các bạn, và các bạn vẫn cầm gậy lên chiến đấu với nó. Các bạn không ý thức được cái việc là phải dành tình yêu thương, phải có sự bao dung, yêu thương, thấu hiểu cho những cái phần tổn thương đó của mình. Cái tháng 4 này sẽ là một cái tháng mà nếu mà có đối tượng mới đến với bạn á, thì mình cảm thấy là cái đối tượng này á dập bạn thêm mấy phát nữa để cho bạn ý thức, để cho bạn nhận ra là phải hướng vào bên trong, phải nhìn vào cái nỗi đau của mình cái đã. Nó đang rất là loạn ở bên trong. Còn nếu mà không có đối tượng nào đến á, thì sẽ có rất nhiều hoàn cảnh lại tiếp tục cái công cuộc là dập bạn, để cho bạn nhận thức ra rằng bạn phải đau hơn thì bạn mới ý thức được là hướng vào bên trong. Bạn thấy chỉ khi nào mà bạn đau á, bạn mới nhìn lại bản thân các bạn. Còn bạn mà không đau á, bạn chạy đi tìm người ta bên ngoài không à, bạn quên mất bản thân các bạn luôn. Và thông điệp cho các bạn đây, một cái lá nói về cái việc là các bạn tìm kiếm cái sự hoàn hảo, một cái người phụ nữ hoàn hảo, một cái đối tượng hoàn hảo, nhưng mà kết cục vỡ tan tành, và nó làm cho các bạn muốn cách ly xã hội. Các bạn không muốn bày tỏ cái tình cảm của mình với ai nữa, mà các bạn chỉ mong chờ là người khác bày tỏ với mình thôi. Các bạn không muốn là người chủ động, các bạn quá mệt. Mệt vậy đó, đau vậy đó, nhưng mà vẫn không nhìn vào bên trong, vẫn hướng ra bên ngoài. Hai cái thông điệp này nói về cái việc là tháng 4 á, sẽ là cái cơ hội, sẽ là cái ngôi sao sáng nhất. Thực ra là tháng nào, thời điểm nào, thời gian nào cũng là cái ngôi sao sáng nhất, cũng là cái cơ hội sáng nhất. Chỉ cần bạn ý thức bạn muốn một cái con đường mới mở ra, thì khi đó con đường nó sẽ lộ diện.
Và cái hành trình đi đi đến cái chữa lành, đi đến cái hướng về ngôi nhà của mình đó, nó sẽ nhanh nếu mà bạn chịu nhìn nhận, nếu mà bạn chịu đối diện, và nó sẽ chậm nếu mà bạn không hành động. Ở đây có một lá thông điệp trái tim dành cho các bạn. Freedom, giải phóng bản thân các bạn ra khỏi những cái nỗi đau, những cái tổn thương và những cái kiểm soát của các bạn. Đây là cái thông điệp mà mình mới vừa nói nè. Không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản được bạn. Cái con đường nó sẽ hiện rõ nếu như bạn muốn. Nếu như mà bạn muốn cái con đường hiện rõ, nó sẽ hiện rõ. Tương lai nằm trong tay bạn, quyết định nằm trong tay bạn, mọi thứ đều nằm trong tay bạn cả. Và cuộc sống đây là cuộc sống của bạn, trải nghiệm của bạn. Cho nên là khi nào bạn ý thức á, bạn nhìn nhận thì con đường nó sẽ hiện rõ. Cái mục tiêu, cái đích đến nó sẽ hiện lên. Còn khi mà bạn vẫn còn bế tắc, bạn vẫn còn tổn thương, bạn vẫn không ý thức được á, cái này nó sẽ tàn hình. Cái đích đến này nó sẽ tàn hình, nó không cho các bạn thấy. Và các bạn lâm vào bế tắc. Để cho các bạn hướng vào bên trong. Và khi các bạn hướng vào bên trong, các bạn ý thức được cái mục đích, cái mục tiêu nó sẽ hiện lên lại. Mình sẽ xem cho các bạn về cái khía cạnh tình cảm. Thì mình sẽ có thêm một cái video về tình cảm tháng 4 của các bạn sẽ như thế nào. Thì bây giờ mình chỉ xem một phần tháng 4 tình cảm của bạn sẽ như thế nào. Các bạn cần phải tích cực hơn trong tình yêu. To love. Tình yêu rất thật đang chờ bạn ở phía trước. Engagement. Bạn và cái đối tượng sắp tới có cam kết với nhau, có thể là cam kết về mặt linh hồn. Đây sẽ là một số diễn biến về tình cảm tháng 4 của các bạn. Sẽ có đối tượng đến, nhưng mà trước khi có được đối tượng đến á, các bạn cần phải có sự tích cực trong tình yêu. Mà để có sự tích cực trong tình yêu thì các bạn cần phải heal cái nỗi đau của mình, chữa lành cái nỗi đau của mình. Thì khi đó các bạn mới có thể suy nghĩ tích cực. Mà khi các bạn suy nghĩ tích cực, nó sẽ thu hút điều tích cực đến. Điều tích cực đến đó là true love, đó là engagement. Cảm ơn các bạn tụ số 3 đã nghe. Chúc các bạn may mắn trong công cuộc tìm kiếm true love. Bye bye mọi người.